VTV cũ vinh quang. Xuất phát lướt đi nơi thủ đô, thanh thang đi qua Sư Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Từng cây số những trạm đua, từng hàng cây những khúc cua, cùng vươn lên giành áo vàng chiến thắng. Xin kính chào quý vị khán giả, đây là bản tin Sức Sống Thể Thao. Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Xe năm 2017 đã đi qua được 6 chặng đua. Sự kịch tính đã được nhìn thấy ngay ở những ngày thi đấu đầu tiên. Những cảm xúc cũng đã được thể hiện rõ. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong 6 chặng đã qua của giải đấu. Với sự tham gia của 5 đội quốc tế, giải đấu đã có sự đua tranh chất lượng cho các đội đua trong nước. Quyết tâm chiến thắng của các tay đua đã góp phần đẩy tốc độ đoàn đua lên cao, trung bình từ 43 đến 46 km/h. Đây là con số khá ấn tượng với một giải đấu có nhiều chặng đua lộ trình dài như giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Trở lại sau SEA Games 29, các vận động viên của đội tuyển xe đạp Việt Nam vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng với số lượng áp đảo trên bục nhận giải ở 6 chặng đầu tiên. Đặc biệt ở 2 chặng 5 và 6, có tới 4 trên 5 tay đua đứng trên bục nhận giải chặng là các tuyển thủ quốc gia. Nếu tiếp tục giữ được phong độ, những Lê Nguyệt Minh, Mai Nguyễn Hưng, Trần Nguyễn Duy Nhân hay Huỳnh Thanh Tùng hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh các danh hiệu. Năm nay đã bước sang tuổi 30, nhưng cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Duẩn vẫn chứng tỏ anh là một trong những tay đua nước rút hàng đầu của Việt Nam. Một lần nhất chặng, hai lần nhì chặng, giữ áo vàng 3 chặng đua liên tiếp, và áo xanh từ chặng 3 là những con số đủ sức thuyết phục để nói về phong độ ổn định của Lê Văn Duẩn. Một bất ngờ đã đến ở chặng 5 khi đoàn đua chinh phục ngọn đèo ngang dưới ánh nắng gay gắt của miền Trung. Chủ động tấn công khi cách đèo khoảng 10 km, Trần Nguyễn Duy Nhân đã vượt qua các đối thủ để cán đỉnh đèo và lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo chấm đỏ. Sở hữu 4 tuyển thủ quốc gia trong đội hình, đội Anh Văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đánh áo xanh bằng 2 mũi tấn công là hai anh em Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh. Chiến thuật này đã thành công ở 6 chặng đua đã qua, nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu cho những thử thách khó khăn nhất còn ở phía trước. Đó là những chặng leo đèo hứa hẹn tạo nên sự hấp dẫn cho giải đấu năm nay.